có tiếng Việt ngon nữa, nhưng mà chủ, ở đây chủ yếu là ba, rất là nhiều ba, quá trời ba, toàn là ghi là ba không. Đúng là vô chui vô trong đây lúng thiệt chứ, không biết đường ra đường nào được. Có mấy người giật đó, họ đi như họ đi làm vòng ở phía bên trong mấy cái khu này. Nhân viên này kia thì cũng mặc những cái chiếc áo sơ mi rất là rộng theo phong cách của Nhật đó, khu phố Nhật giữa lòng Sài Gòn. Nãy giờ cũng thấy mấy ông Nhật, mấy người Nhật, với lại ngoài Nhật ra thì cũng có mấy người Hàn, với mấy người nước ngoài á, họ chạy vào trong cái khu này, họ đi vào trong cái khu này. Rất là nhiều luôn, đoạn đường này thì hơi chật, nhưng mà người ta cũng phải đậu xe, cũng phải giữ xe nữa. Thế mà cách rồi, xong rồi, hết rồi, đi ra được rồi đó. Cũng đã chạy hết một vòng trong cái khu phố Nhật thì thấy chủ yếu cũng không có gì đặc biệt. Đa phần là cái kiến trúc á, nó xây theo cái kiểu của người Nhật, không phải kiến trúc đâu mà gọi là trang trí, trang trí theo cái kiểu của người Nhật thôi. Nếu bạn ở phía bên trong, ở phía sau bên trong đó thì nó hoạt động cái gì mà không biết, mà chỉ thấy ở ngoài là nó ghi là ba gì EZ ba, gì Kudo ba, gì Tùm Lâm. Đây là bệnh viện Di Đồng 2, nơi mà chữa bệnh dành cho mấy đứa con nít. Hồi xưa thì mình nằm ở đây hoài luôn, cái khung cảnh rất là quen thuộc, là một đời người thật là khó khăn khi mà ít có đứa nào là may mắn từ nhỏ đến lớn mà nó không bị bệnh đó thì rất là may mắn, còn đứa nào bị bệnh nó rất là tội nghiệp. Nhớ hồi xưa sức khỏe mình cũng không có, cứ làm bệnh viện hoài, mẹ mình phải chạy đơn chạy đá nhiều ít. Hồi xưa bị nói là tiêu hóa rồi phải, rồi buổi sáng phải đi, rồi bị viêm amidan nữa, rồi buổi sáng thì phải đi chụp chiếu đi nội soi gì á, mà 4 giờ mình đã dậy rồi, 3 giờ rưỡi sáng 4 giờ mình đã dậy rồi. Rồi hồi đó thì cái thời mà xích lô còn thịnh hành á, mẹ mình đón xích lô, đón xích lô, sau đó thì cha mình đi xích lô đi lên trên bệnh viện Nhi Đồng 2 để chụp chiếu rồi nội soi. Làm như hồi nhỏ mình có nội soi, mình nhớ là thọt cái ống vào trong cái lỗ mũi thì phải, nói chung là thọt cái ống vô trong người mình đó, thọt sâu vô trong người mình, rồi cũng có chụp chiếu này kia nữa. Tự nhiên bây giờ nhớ lại thấy sợ, dễ sợ luôn á. Hay là nếu như mà thí dụ đi, mà lỡ mà sau này á, dù mà có bệnh hoạn gì á, thì mình thấy giống như là ngậm á, thì tốt hơn là phải đi vô cho bệnh viện. Bởi vì nhiều lúc thì đi vô cho bệnh viện là vừa tốn tiền mà vừa đau phải xác được kia nữa, nên đôi khi á báo với cái nhiều người á họ thấy thì nói với mẹ thay vì mà lựa chọn là bị bệnh chứ không, thì họ lựa chọn đó là họ không muốn tồn tại tiếp tục ở trên cuộc đời mình nữa. Đó cũng có thể là một cái lựa chọn hay, bởi vì nếu như mà ví dụ mà những cái loại bệnh nhẹ như là bệnh cả, bệnh sốt này nọ, mà giống như là cơ thể của mình vẫn còn hoạt động đầy đủ mọi chức năng đó thì không sao, mà lỡ mà giống như bệnh, những cái bệnh nặng này kia rồi nó ảnh